Không make up thì chuẩn bị chỉnh chu cho cô dâu về khuôn mặt trước, tóc tai rồi đánh mặt. Rồi về chú rể thì mình lo ủi đồ chú rể, bặn vét rồi chỉnh chu cho chú rể đẹp. Này kia rồi mình mới ra chụp. Chú phim trường người ta sẽ tài trợ gì phần phí hết, không có tính tiền phí phim trường, coi như là cũng mục đích từ thiện. Phần make up thì với đồ cưới thì có bên em Như Wedding đó, em đó tài trợ. Xuất phát từ cái tâm là muốn đem lại một cái niềm hạnh phúc nho nhỏ, góp phần cho cuộc sống tươi đẹp. Từ đó group được thành lập. Đối tượng chụp ảnh miễn phí là những cặp dâu rể. Thứ nhất là người khuyết tật, thứ hai là hoàn cảnh thực sự khó khăn, có thể đã cưới rồi, có thể sắp cưới, mong muốn được có một cái album đẹp để làm kỷ niệm, thì group sẵn sàng hỗ trợ cho những cặp như thế. Tôi thì bị sốt bại liệt từ lúc chưa biết đi, đã được phẫu thuật chỉnh hình nối gân nhân tạo 3 lần và hôm nay đi được nhưng mà chân rất là yếu. Còn chồng thì bị tai nạn giao thông, bị cụt chân và anh đi chân giả. Hai vợ chồng đi cũng khó. Có những anh chị thì đi bình thường nhưng mà kiểu như một tay bị sốt bại liệt á, còn có những anh chị ngồi xe lăn luôn, coi như hai chân là bị phế hoàn toàn. Thì nhóm phải khiêng vác đồ này kia, phải bế anh chị đi lên xe rồi đi tới chỗ chụp, thậm chí cổng anh chị luôn. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm. Thôi ra bây giờ cô dâu, tay cô dâu dịnh nhà lên đây giúp em ha. Đúng rồi, ok cô dâu. Rồi dịnh nhà tay cô dâu. Đúng rồi. Rồi cô dâu tập trung nhìn lên đây giùm em nha. Rồi cười tươi giúp em nha cô dâu ơi. Đúng rồi, dễ thương. Dạ đẹp á cô dâu ơi. Đúng rồi, đẹp nha. Hầu như anh em khi mà chụp cho dâu rể đều gửi trọn vẹn cái tình cảm của mình dành cho dâu rể, là mong cho dâu rể được một cái cuộc sống hạnh phúc. Tuy là góp phần rất nhỏ vào cái công việc này nhưng thật sự anh em làm tất cả tấm lòng. Hôm nay group chụp hình cho anh chị trùng vào ngày kỷ niệm 23 năm ngày cưới, thì group đặc biệt chúc anh chị ngày càng hạnh phúc, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Và xin hết. Hai vợ chồng cưới nhau được 23 năm và đây là lần đầu tiên được thực hiện cái vò ăn cưới. Tại vì ngày xưa cưới nhau cũng hoàn cảnh khó khăn á, cho nên là chưa có điều kiện để mà chụp ảnh cưới như bây giờ. Đẹp quá. Đẹp thiệt á. Dạ đúng rồi. Tấm này đẹp nè. Tấm này đẹp ha. Dạ. Nè zoom bự lên ấy. Dạ. Lãng mạn nha. Sau khi chụp thì sẽ in cho cô dâu gửi một tấm hình lớn với lại một cái album cưới. Các cặp đôi mà khi họ nhận được album á, có khi có người khóc luôn, mừng khóc. Tôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Lãng mạn nha. Sau khi chụp thì sẽ in cho cô dâu gửi một tấm hình lớn với lại một cái album cưới. Các cặp đôi mà khi họ nhận được album á, có khi có người khóc luôn, mừng khóc. Tôi cũng thấy rất là hạnh phúc khi mà mình mang cái chia sẻ cái sự yêu thương á. Nhìn thấy anh chị vui là mình cũng đã vui rồi, rất là hạnh phúc rồi. 1, 2, 3, chúc mừng.